Là bộ sạc nhanh thế hệ tiếp theo với dòng sạc nhanh đa năng và sử dụng công nghệ GaN Gallium Nitride. Bộ sạc nhanh Bezos GaN 3 Pro 65W sử dụng vật liệu bán dẫn GaN thế hệ thứ 3, giúp cải thiện đáng kể hiệu năng và độ ổn định của sản phẩm so với GaN 1 và GaN 2. Bộ sạc nhanh GaN 3 Pro với công suất sử dụng lên đến 65W, hỗ trợ tiêu chuẩn sạc nhanh mới nhất hiện nay, cho phép bạn có thể kết nối và sạc pin cho nhiều thiết bị khác nhau cùng lúc như smartphone, iPhone, iPad, MacBook, laptop có hỗ trợ Power Delivery. Công nghệ BBS2 cung cấp khả năng phân chia điện hợp lý và thông minh, tự động nhận dạng thiết bị xuất ra dòng điện cần thiết cho các thiết bị khác nhau. Điều chỉnh sạc nhỏ giọt khi pin 80%, giúp thiết bị không bị chai pin, sạc qua đêm thoải mái mà không cần phải canh thời gian sạc đầy. Hỗ trợ nhiều mức điện áp ngõ giao khác nhau, từ 100V cho đến 240V. Bạn có thể yên tâm mang bộ sạc này khi đi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào thì vẫn có thể sử dụng bình thường mà không cần phải dùng đến bộ chuyển đổi hoặc biến áp nào khác. Các bạn thấy sản phẩm ngày hôm nay như thế nào? Hãy comment cảm nhận của tất cả các bạn cho chúng tôi biết nhé. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến các cửa hàng Bezos.vn để trải nghiệm tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.